Chào các bạn, ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau thực hành tạo cho chú ngựa này một đôi cánh thiên thần. Đầu tiên, đây là kết quả cuối cùng của chúng ta sau khi tôi đã làm xong. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tắt đối tượng này đi và cùng nhau thực hành tắt ghép các đối tượng giữa cánh một con ngỗng và mình con ngựa để thành tác phẩm như thế này. Tôi tắt đối tượng này đi. Và bây giờ công việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta tách cái cánh của chú ngỗng ra và cắt ghép. Bây giờ các bạn nhấn Alt+ và xoay bánh xe lớn để chúng ta zoom gần và nhấn phím dài nhất như bàn phím tạo hình bàn tay và giữ chặt chuột trái kéo qua. Tôi dùng công cụ này để chúng ta chọn vùng. Ví dụ như tôi chọn đối tượng của chúng ta tới đây thôi. Sau đó các bạn bấm vào phần Refine với điều kiện rằng chúng ta đang chọn đối tượng này. Và hộp thoại này hiện lên, nó sẽ tách giúp ta những đối tượng cánh này sâu hơn nữa và đẹp hơn nữa. Có thể các bạn nhanh gọn bấm vào Smart Radius và kéo đối tượng ở đây. Đối tượng chúng ta sẽ tự tách sâu hơn. Còn nếu chưa đủ độ sâu, các bạn có thể dùng Brush vẽ thêm. Những phần đen này, chúng ta kéo sâu vào, sẽ tự lọc. Tương tự tôi làm với các đối tượng này. Và đây nữa. Tiếp tục là. Vậy là tách tương đối tốt rồi. Có thể tôi đi một vòng đường ngoài nữa. Và ok. Nếu như chúng ta quá, tôi có thể cần dừng xét lại. Bây giờ tôi nhấn ok trên bàn phím. Các bạn nhấp đúp hai lần vào đây. Thu nhỏ lại và các bạn nhấn phím V trên bàn phím để về công cụ này để chúng ta cắt đối tượng này kéo qua. Tôi có thể cắt đối tượng này kéo qua hoặc các bạn có thể nhấn Ctrl Shift Y để đọng được vùng chọn. Bây giờ tôi cắt qua, thả qua vị trí này chúng ta. Rồi tôi để tạm đây. Sau khi dùng xong tôi có thể tắt bớt đi. Ok, và tiếp tục lên hình chú ngựa này, chúng ta cũng tương tự dùng công cụ này chọn hình chú ngựa và các bạn chọn thật sự khéo léo. Ví dụ như tôi chọn dây ra ngoài một chút xíu, tôi zoom lớn lên và tôi nhấn Alt+ trừ vùng này đi. Ví dụ như vậy và vùng bóng này tôi cũng trừ đi. Còn những vùng nào mà tôi chót ăn vào, tôi giữ Shift để cộng thêm và Alt+ trừ đi. Tiếp tục và Alt+ trừ tiếp phần này và tương tự chọn thật kỹ những phần bên trong, Alt+ trừ. Phần đuôi này chúng ta cũng sẽ cộng thêm, giữ Shift cộng thêm. Còn lát nữa mình sẽ lọc những thành phần bên này. Chúng ta tiếp tục giữ Alt+ trừ phần trong này đi. Rồi. Và cộng thêm những phần cần thiết. Chúng ta cộng trừ hết sức nhẹ nhàng. Nào bây giờ muốn nhanh, tôi hướng dẫn các bạn một cách khá hay. Các bạn bấm vào phần Quick Mask ở bên dưới này. Tên tắt của nó là Q. Thì lập tức đối tượng của bạn sẽ có màu hồng hoặc màu xanh. Với cách này chúng ta làm như sau. Nếu như bạn thấy rằng đối tượng của các bạn có màu hồng hồng không giống của tôi, các bạn nhấp đúp hai lần chuột trái vào đây. Tôi có thể chọn màu đỏ để chuyển về bên dạng hồng như các bạn hay thấy. Tôi ok. Tôi bấm lại. Bây giờ các bạn chọn Brush và Net Brush chọn. Và tôi chọn nét mềm. Các bạn chú ý rằng ở đây quản lý hai màu trắng đen. Nếu như tôi chọn trắng, tôi vẽ này các bạn, nó tẩy đi vùng ngoài hiển thị là vùng chúng ta chưa chọn, vùng trong này là vùng chúng ta đã chọn. Tôi cần reset lại. Vì vậy tôi muốn chọn thêm, tôi sẽ dựa vào công cụ này vẽ thêm vùng chọn đây. Tôi đảo màu đen lên trên, zoom nhỏ lại, giống hoặc vuông bên tay trái đó các bạn trên bàn phím. Tôi chọn thêm này, rất mờ nhạt,
Và tôi có thể nhấn dấu X đảo vòng tròn này và tôi vẽ sao cho hợp lý, tức là chúng ta đang vẽ các vòng tròn chúng ta dựa vào brush. Vùng nào thừa các bạn nhấn X để đảo thành màu đen và chúng ta vẽ bên ngoài vào. Tương tự tôi vẽ, bạn có thể cho nhỏ nét lại. Bạn thấy không? Lần lượt mỗi lần tôi vẽ này, tôi bấm lại quy này, thì vùng tròn vào trong một chút xíu, tôi bấm lại, tôi vẽ tiếp, tôi cho nhỏ nét lại. Ví dụ như thế này. Bạn vẽ thật khéo léo. Tôi bấm lại. Là vùng tròn chúng ta đã vào bên trong rồi. Vậy tôi sẽ zoom lớn lên, đảo vùng tròn và vẽ thật chi tiết. Càng chi tiết bao nhiêu các bạn tách hình càng tốt bấy nhiêu. Đây là công dụng của QuickSmart. Tương tự tôi vẽ các phần còn lại. Đặc biệt vùng đuôi này các bạn phải tách hết trước khi. Ngoài ra cũng vùng bên trong này nữa. Chúng ta phải áp dụng tách hình. Các bạn cứ nhấn dấu X đảo qua đảo lại hai vùng này, cộng và trừ. Ngay cả những phần ở trên này. Và cộng trừ những phần này. X đảo ngược. Được không các bạn? Sau khi lựa chọn cách kỹ càng, tôi tách một cách tỉ mỉ, thì tôi có những đối tượng như sau. Tôi tách những phần đuôi này các bạn, và thậm chí vẽ cả những phần râu ria, lông lá của nó nữa, cho thực. Sau khi làm xong, tôi nhấn Q trở lại. Bây giờ tôi nhấn V trên bàn phím, kéo đối tượng này qua bên này. Hoặc là tôi không muốn nhấn V, tôi có thể tạo cho nó một cái mặt nạ. Bấm vào đây, chúng ta có phần mặt nạ QuickSmart này. Bây giờ tôi kéo cả đối tượng này qua. Vậy là chúng ta đã tách được hai đối tượng rồi. Bạn nhấn cần chân T trên bàn phím. Shift Alt thu nhỏ lại. Ví dụ là đối tượng ở đây. Sau khi xong chúng ta cùng nhau tẩy xóa phần cánh này đi. Tôi chọn phần cánh này. Các bạn vào công cụ tẩy. Cho nét lớn. Và chọn cọ cứng. Tôi tẩy hết tất cả các vùng đi. Các bạn tẩy hết sức khéo léo. Ví dụ tôi tẩy này. Phần thừa mình không lấy, mình tẩy hết đi. Tiếp tục ví dụ vùng này. Đó, ví dụ tôi tẩy thế này. Bạn tẩy khéo léo một chút. Ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau kéo thanh thước đỏ này đây, đặt con ngựa ở chỗ này, kéo thẳng lên. Bạn nhấn cần chân T, mục đích là chúng ta xoay thẳng ngựa này. À, tôi ok đồng ý, enter. Nhấn cần chân H ẩn đường này đi. Bạn nhấn phím V cho bàn phím kéo đối tượng vào đây. Tôi có thể nhấn Alt Tab sao chép qua bên này, cần chân T chuột phải và flip đảo. Tôi ghép đúng vị trí. Và đây cũng vậy. Ở vị trí này tôi phải cho nó lên trên cùng. Cánh này chúng ta nhấn cần chân T cho lớn lên. Và cánh này cần chân T cho nhỏ xuống. Ở cánh này chúng ta có thể biến đổi một chút xíu cho nó hợp lý. Ví dụ chọn đối tượng này. Các bạn vào phần Edit, chúng ta chọn phần Full Warp. Tôi chọn một vài điểm. Ví dụ điểm đầu tiên, điểm neo 1, 2 và điểm thứ ba đây. Các bạn cầm điểm này kéo xuống để cánh nó cụp xuống trông đẹp hơn và tự nhiên hơn.
Ok, sau khi đồng ý, chúng ta bấm vào đây.